Không lấy tiền, bao luôn nguyên căn trọ, ăn uống luôn. Dạ. Nói chung là bệnh đau lo, rồi hả nó có sốt, nó có cảm cũng lo, rồi lo lắng cho đến giờ. Nó ở nhà thì có cha có mẹ, thì nó ở với mình thì có mình. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì theo chia sẻ của em Hùng, thì em Hùng lên đến tận Tây Ninh Gò Dầu này để làm đàn ca ở những cái nhạc lễ. Thì trước khi em làm nhạc lễ thì cái công việc của em là em đàn ca cho những cái cho cái quán, những cái câu lạc bộ đàn ca tài tử. Thì đây là cái quán gà nướng Thanh Trà. Cái người chị rất là tốt bụng mà Bùi Hồ từng gặp, đó là chị My, đã cưu mang Hùng từ ở quê hương Đồng Tháp để lên đây để cho Hùng có miếng cơm manh áo, để mà Hùng có thể hoạt động trong cái đam mê đờn ca của mình. Và hiện bây giờ thì em đang làm cái công việc là đàn ca ở bên nhạc lễ. Và hàng ngày thì em Hùng khi mà xong cái công việc của mình đó, em Hùng phải quay trở về cái nơi căn gác trọ của mình sinh sống. Và cái căn gác trọ đó thì chị My, chủ quán gà nướng Thanh Trà ở Gò Dầu Tây Ninh này, cho Hùng ở miễn phí và kể cả ăn uống. Thì hôm nay Bùi Hồ xin mời cô bác quý anh chị theo chân Bùi Hồ để gặp chị My, người mà có tấm lòng Bồ Tát, đã cưu mang rất là nhiều mảnh đời cho họ có cái công ăn việc làm, giúp họ mang chén cơm manh áo. Xin mời cô bác anh chị theo chân của Bùi Hồ vào quán của chị My ha. Dạ cô bác anh chị, thì nãy ở cái clip trước đó thì cô bác anh chị nghe Hùng giới thiệu về một người chị ở Tây Ninh Gò Dầu này mà hướng dẫn Hùng lên đây. Thì hôm nay mới được diện kiến gặp chị, về cái nghe em cũng nghe Hùng nói về cái tấm lòng của chị đối với Hùng cũng như là những người mà làm ở đây. Chị vì sao mà chị lại biết Hùng hả chị? Chị thì buôn bán. Dạ. Thì chị cũng như là cái có người một người em cái giới thiệu là có một Hùng là biết đờn, nhưng mà nó cũng ở xa, rồi nó cũng như không có chỗ đi đờn, cũng như đưa đờn chỗ này chỗ kia, có người ta không có thương nó. Rồi thôi bây giờ chị thấy nó còn nhỏ, chị cũng đem về đùm bọc lo cho nó, thì nuôi nó đi, rồi nó đờn được cũng được cũng lo. Dạ. Lo cho nó rồi ăn uống, rồi hướng dẫn cho nó đủ thứ. Nói chung là coi như nó là một người em trong nhà. Theo em được biết thì Hùng với chị là chỉ quen biết qua mạng, qua điện thoại thôi. Rồi. Nhưng mà là một người trong xã hội người ta gọi là một người dưng. Thì vì đâu mà chị lại thương Hùng nhiều đến vậy hả chị? Chắc có lẽ là có duyên. Có duyên với nó ha, là mắc nợ nó kiếp trước gì ai biết đâu, kiếp này đừng kiếm nó đừng trả hay gì. Tại vì em nghe Hùng chia sẻ là chị cho Hùng ở trọ là không lấy tiền, bao luôn nguyên căn trọ, ăn uống luôn. Dạ. Nói chung là bệnh đau lo, rồi hả nó có sốt, nó có cảm cũng lo, rồi lo lắng cho đến giờ. Nó ở nhà thì có cha có mẹ, thì nó ở với mình thì có mình. Thì không riêng gì Hùng, tất cả những người làm ở đây ai cũng vậy. Nói chung là mình thương như một người thân của mình. Thì coi như là mình chị thì không có thời gian để được đi chùa, đi chèn, mình cũng không có được đi tới chỗ này chỗ kia, thì mình có duyên với người nào thì mình giúp người đó. Vậy thì hiện nay cái căn phòng trọ của mình là mình cắt để cho những người mà làm cho mình ở không hả chị? Cho người ở không vậy đó. Nước nôi, điện đùng gì xài thoải mái. Ôi em bất ngờ với lại cái lòng tốt của chị quá. Chị ơi, trước đây thì Hùng chị lên đây á là Hùng đàn cho chị, ở đây là cái quán của mình. Thì hiện bây giờ Hùng không còn làm ở trong quán của mình nữa. Lý do là tại sao quán của mình không hoạt động đàn ca tài tử? Hồi xưa là chị bán quán đầu tiên là quán đàn ca tài tử. Dạ. Là đầu tiên là có anh Hai Ngọc, quê ở Vĩnh Long. Anh cũng đàn cho chị được 5 năm. Thì anh Hai Ngọc cũng bị bệnh tai biến.
tại nhà chị, thì chị cũng đưa anh đi bệnh viện 115, đưa vào dầu đưa xuống 115, rồi gia đình ảnh lo lắng cho anh đi về quê rồi anh nghỉ, thì có một người đã giới thiệu rồi quen điện thoại qua Hùng, thì nói chuyện dắt nó lên làm, thì làm cũng được 5 năm hả Hùng, 4 năm thì cái chị mới thay đổi cái môi trường buôn bán, là chị bán quán ăn, mở quán gà nướng. Thì bán không, chị mở quán gà nướng cũng được mấy năm rồi. Thì cái bắt đầu thì bây giờ đờn ca thì người ta cũng không có ca nhiều. Nó bây giờ người ta ca lớp tớp, ca cái kẹo kéo đâu không mà, người ta không có ca đờn ca nữa, thì nó mới đi vô cái đờn trại. Cái đờn cho đám ma người ta đó. Cái đờn trại thì có khi được, khi không thì chừng nào có người ta chết mới đờn, chứ không có người ta chết sao đờn. Đó, rồi thì chị nói là cứ yên tâm đi thôi, không sao. Thì đờn được, không được gì thì chị cũng lo, ăn uống đàng hoàng, lo đầy đủ. Còn hả, đờn được thì có dư để dành đi thủ thân, sau này có tiền làm gì làm. Nhưng mà chị hứa là suốt cuộc đời này chị chết thôi, còn sống thì đùm bọc yêu thương nó, thương lắm. Dạ, em cũng vậy, em là người đồng hương với Hùng. Em cảm ơn chị rất là nhiều, cảm ơn cái lòng tốt của chị đối với Hùng, cũng như đối với những người mà có khuyết tật giống như Hùng. Chị ơi, tại vì em thấy ở trong quán mình chị nói là đờn ca, chắc chị là một người rất là đam mê đàn ca tài tử. Chị mê, chị thích thôi, chứ mình không có điều kiện học, chị mê ca, nghiêu ngao chơi vậy đó. Chứ mình thì cũng không có thi thố gì, mà mình cũng không có biết gì về nhiều, chị thích hát vậy thôi. Thôi thì dịp hôm nay em có dịp về Tây Ninh mình, về Gò Dầu, thì em cũng có nhã ý là nói Hùng đàn guitar điện, guitar phím lộn á, nhờ chị hát một cái bài nào để tặng cho cô bác chị ở trên mạng, cũng như là cho Hùng có dịp biểu diễn với cái đàn của mình được không chị? À, được, không có sao. Thì chào cô bác anh chị, chào em, dạ. Chào em Bùi Hồ. Thì giờ chị thì thích mê ca hát thôi, chứ mình thì nhỏ lớn giờ chưa có điều kiện, nhưng mà bây giờ là để hát tặng cô bác anh chị, tặng em. Dạ. Thì giờ có sao mình nghe chạy hang. Dạ. Rồi tặng 12 con của Hoàng như thế. Bạn dạng sau cùng tớ đã
quá tuyệt vời. Em cảm ơn chị luôn.